Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Dương Gia TV. Xin chào các bạn đã đến với kênh Dương Gia TV. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn về một trò chơi, đó là dùng nội công chặt gạch. Như bạn thấy, bàn gạch của tôi rất là cứng. Đây, thấy chưa? Rất là cứng. Đấy, vì nào rất cứng. Mình sẽ hướng dẫn từng bước một. Để mà chặt được viên gạch này, các bạn phải dùng nội công rất thâm hậu của Thiếu Lâm Tự cơ. Mình có may nhìn thấy qua phim rất nhiều các Thiếu Lâm, các cái vị sư chùa Thiếu Lâm á, luyện mình có học theo được một ít. Mình hít thở không khí.